Tình hình hậu quả sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày càng nghiêm trọng, mọi kịch bản đã vượt qua tầm dự đoán. Số người chết ngày càng tăng cao, số người mắc kẹt trong những đống đổ nát còn sống sót đang phải chạy đua với thời gian. Nếu các lực lượng tìm kiếm cứu hộ không nhanh chóng thì khả năng sống sót của những nạn nhân gần như bằng không. Với vai trò và sứ mệnh quốc tế của mình, Việt Nam đã cử những đội cứu hộ cứu nạn sang nước bạn giúp đỡ nhiệt tình với hy vọng cứu được càng nhiều người càng tốt. Ngày 14 tháng 2, đội cứu nạn cứu hộ quốc tế của Bộ Công an tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục được cử tới hiện trường mới để chạy đua với thời gian và tử thần tìm cứu người còn sống. Trong khi đó, ngày 14 tháng 2, tổ trinh sát số 1 của đội công binh cứu sập và đội chó nghiệp vụ của Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt đầu hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn tại tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Được biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam cử đội cứu hộ cứu nạn sang nước ngoài để giúp đỡ, đặc biệt với điều kiện khí hậu và địa hình khắc nghiệt khác hẳn so với Việt Nam. Những chiến sĩ tham gia nhiệm vụ vẫn cố gắng hết mình, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ là tại khu vực đường Rustem Tumer Pasa, Antakya, thủ phủ của tỉnh Hatay, hiện là một trong số tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất do thảm họa động đất vừa qua gây ra. Nhiệt độ ban ngày tại Hatay hiện cao nhất ở dưới 10 độ C, ban đêm xuống âm 6 độ C. Chia sẻ những khó khăn tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thiếu tá Lại Tuấn Anh cho hay, chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi hiện trường vụ sập đổ rất rộng lớn, phải sử dụng các thiết bị tìm kiếm cứu nạn bằng âm thanh, hình ảnh như máy camera, máy dò tìm người bị nạn trong đống đổ nát và radar tìm kiếm người để cố gắng tìm kiếm những nạn nhân còn sống sót. Sau đó sử dụng các phương pháp và biện pháp thủ công như cưa, cắt thủy lực, cắt bê tông để dọn dẹp khối lượng đất đá khổng lồ một cách cẩn thận, tránh làm ảnh hưởng đến các nạn nhân cũng như an toàn cho người và phương tiện tham gia công tác cứu nạn cứu hộ. Ngoài ra, để đảm bảo sức khỏe, 24 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác phải chia ca thay nhau thực hiện công việc. Tận mắt thấy những sự nhiệt tình và trách nhiệm trong công tác cứu hộ của những con người từ Việt Nam xa xôi, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngay sau khi cơn động đất có tâm chấn tại Karamanmaras được coi là thảm họa của thế kỷ, tàn phá 10 tỉnh tại Thổ Nhĩ Kỳ ngày 6 tháng 2, một đội ngũ gồm 24 nhân viên cứu nạn cứu hộ đã cùng với đồ nghề, trang thiết bị và chó nghiệp vụ từ Việt Nam đã tới đây để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ ở nước ngoài đầu tiên. Với sự giúp đỡ của các thiết bị và chó nghiệp vụ, họ đã cố gắng dọn dẹp hiện trường và tiếp cận các nạn nhân ở dưới đống đổ nát khổng lồ. Nhờ công việc được thực hiện bởi các đội tìm kiếm và cứu hộ đến từ Pakistan và Việt Nam, cũng như AFAD, thanh niên Abujar Baran Pakir đã được giải cứu khỏi đống đổ nát. Pakir, năm nay 17 tuổi, đã được giải cứu khỏi đống đổ nát trong giờ thứ 138 của trận động đất và được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Đặc biệt, người dân Thổ Nhĩ Kỳ đặt lên ngực trái thể hiện lòng biết ơn đối với lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam khi gặp họ. Sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các thành viên đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã được lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế đánh giá cao. Tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ thì mọi điều kiện sinh hoạt và cuộc sống đều khó khăn. Đến người dân còn không có đủ lương thực, thực phẩm và nước uống, thì tất nhiên là đoàn cứu hộ cũng không thể hơn được. Do ảnh hưởng nặng nề của trận động đất gây ra, nên tại tỉnh Adiyaman, hệ thống nước sạch ở các nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của đoàn công tác đều bị hạn chế. Cán bộ chiến sĩ phải sử dụng tiết kiệm nước đóng chai để tắm rửa, nấu ăn và sinh hoạt hàng ngày. Các cửa hàng tiện lợi tại đây đều đóng cửa, người dân di tản nên việc mua thực phẩm và bổ sung các thực phẩm như rau, củ, quả của đoàn công tác phải nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cách đoàn khoảng hơn 1.000 km để hỗ trợ và giúp đỡ. Xác định được yếu tố trên, đoàn công tác đã chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng từ đồ ăn, nước uống, lều bạt. Đặc biệt, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất nỗ lực trong việc hỗ trợ đoàn công tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Vượt qua khó khăn về thời tiết, khi nhiệt độ lạnh dao động từ âm 6 độ C cho đến 6 độ C, các cán bộ chiến sĩ khi gọi điện về nhà đã nhận được sự ủng hộ, động viên tinh thần rất lớn từ gia đình, đồng nghiệp ở Việt Nam. Bữa cơm ngon nhất, bữa ăn giàu dinh dưỡng nhất của các sứ giả nhân đạo Việt Nam trước khi tiếp tục công việc cứu người chỉ đơn giản là bánh mì và mì tôm còn mang từ Việt Nam sang.
vượt qua những khó khăn thiếu thốn về cung cấp hậu cần, khí hậu khắc nghiệt, lạnh giá, phải ngủ trong lều bạt, không có nơi tắm rửa, vệ sinh. Với tấm lòng thương người như thể thương thân, các cán bộ chiến sĩ đội cứu nạn cứu hộ quốc tế của Bộ Công an Việt Nam vẫn nỗ lực hết sức, chạy đua với thời gian, chạy đua với tử thần, nỗ lực tìm kiếm người bị nạn đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả cùng chung một quyết tâm là hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng vũ trang Việt Nam.